Cả nhà ơi, buồn quá cả nhà ơi. Hôm nay đi làm ca đêm mà trời mưa nữa rồi, mấy ngày nay mưa suốt luôn. Sớm giờ mình ngủ để tối nay mình đi làm ca đêm á. Cũng chưa có đi siêu thị mua đồ gì hết á để ăn á. Cho nên thôi giờ ra giường hết gạo vô nấu miếng cháo ăn cả nhà ơi. Nay trời mưa lạnh lạnh gì ăn cháo là đúng bài luôn á. Đi ra coi hái vài cọng gạo vô nấu cháo ăn nha cả nhà. Trời mưa gió ướt nhẹp vậy nè, giờ cũng vẫn còn mưa nhưng mà dạng như mưa phùn phùn quá cả nhà, nhỏ nhỏ, bầu trời âm u xám xịt luôn. Ra hái ít rau mồng tơi vô với vài cọng cải, hái mấy mồng tơi vô nấu miếng cháo. Với hồi mình ra ngoài sau mình cắt trái mướp luôn cả nhà ơi. Mướp nó cũng trái trái mà nó bị ấy hôm qua. Mình cắt vô để ăn luôn chứ nó cũng hư rồi. Mấy cái tơ nó bò dài, cắt cắt nó để cho nó đâm tược non lên. Bò dài thòn ốm nhách nè, cái lá nó không có được bự. Đây có vài đọt nữa nè. Ồ, cái này bé tí rồi cả nhà ơi, mà cắt luôn đi chứ để nó già. Ừ, mấy cây cải mình vô chậu mình trồng nè, giờ mình cắt luôn mới để vài bữa sau nó ăn hết. Mấy cây bên đây nữa nè, cắt ăn hết luôn. Đem vô nhúng với cháo à. Mấy cây này nè. Ở ngoài sau mấy dây mướp này hên là nó bám vô trong cái hàng rào này cả nhà, cho nên gió không có thổi nó, không là gió thổi bay nó luôn. Rồi ra mình cắt cái trái mướp mà nó bị hư nè cả nhà, coi ăn được gì ăn. Giống như nó bị nấm nha cả nhà, trời mưa mưa gì nó ẩm ướt á, gì bị nấm gì đó này chắc ăn được miếng à. Còn cái trái mướp mình để giống đó, nó cũng chưa có già nữa, cũng đang lưỡng lự tính hái vô ăn luôn. Tại vì mình cũng còn mới coi lại còn sót lại khoảng chừng 10 hột giống ở trong ấy cả nhà, hột giống mướp á còn cũng cả 10 hột, cho nên cũng đang lưỡng lự không biết là tính ăn hay là không. Tại vì còn 2 tháng nữa là tới mùa đông, mà tới mùa đông mà nó già không kịp á là nó chết, mà cũng đâu có để giống được. Tại vì mướp để giống là mình phải để cho nó già nó khô luôn mình mới lấy hột mình trồng được, mà giờ đang lưỡng lự không biết sao đây. Ví dụ như để giống được thì ngon, nhưng mà còn 2 tháng nữa mình sợ nó không kịp để cho nó già nó khô á, tại mưa suốt rồi mùa đông tới nữa nè. Nó vậy nè, chắc mình hái nó vô mình ăn luôn quá, chứ giờ để nó bỏ uổng lắm. Rồi mình quyết định hái em nó vô luôn cả nhà ơi, hái vô ăn cháo luôn. Tại mình trồng còn cả 10 hột giống ở trong,
cũng đủ trồng cho mùa sau rồi. Đây có gieo mồng tơi nè, mình cắt nó luôn. Đây dây này mới đầu là nó mọc lù, nó bò riết, cái nó nhỏ xíu ấm nhách nè đó. Cây hồng bên đây trái chín quá trời luôn rồi đó nha. Không ăn hết. Giờ mình cũng không biết nấu cháo gì nữa. Giờ có mấy cái rau này để mình kiểm tra tủ lạnh rồi còn cái gì để nấu cháo gì không nha. Nấu cháo gà hay là nấu cháo bò vậy đây, để xem coi. Nấm cả nhà ơi, hành với nấm này. Rồi ở dưới là có gì không đây? Còn bò với heo với mấy con tôm. Bò chắc nấu cháo bò quá. Nấu cháo bò hải sản, bò với tôm không có mực, nấu bò hải sản nghe lạ lạ ha. Bò thì bò, cháo hải sản là hải sản, thì bò với hải sản. Giờ mình lật rau cả nhà ơi, mấy cái này nó già bứt lá nó thôi, bẻ được cái đọt non tí ở trên nè. Trời mưa gió lạnh lạnh gì ăn cháo hoặc là ăn lẩu cả nhà, đúng bài luôn á. Cải này bỏ ngoài lặt mồng tơi trước, mình tính để giống hổm dài mà, nhưng mà chắc nó chưa già đâu, thấy nó cũng còn xanh xanh mà. Còn non xèo cả nhà ơi, ôi còn non eo à, mình cứ tính đâu nó già già gì rồi, ai còn ngon lắm, hột còn non xèo luôn. Cái này là quyết định hái là đúng luôn cả nhà, cái này mình để giống là không được rồi, mình để là không, nó không kịp già là mùa đông tới nó chết rồi, là uổng lắm luôn. Đây nguyên một cái chảo rau, cái rổ rau ngon lắm luôn. Mướp này biết sao cắt ra cái nó bị hơi ngã ngã sang màu nâu nâu đen đen rồi cả nhà. Còn này cháo, cái này mình lấy cơm mình nấu cho nó lẹ nè cả nhà. Còn cục bò này mình bỏ trong cái lò vi sóng cho nó gã đông ra cho nó mềm mềm, chứ nó đông đá cứng nhắc à. Mình cắt ra mà nước đá nghe gậu gậu luôn cả nhà, nó đông đá. Này mình chỉ xả đông nó chỉ nhẹ nhẹ cho nó mình cắt được cái miếng bò bự này ra thôi, chứ còn xả đông mềm hết là nó chín luôn miếng thịt. Cắt cho mình cắt nước đá vậy đó, nó gậu gậu luôn cả nhà. Đây bầm xong rồi cả nhà ơi, công nhận bậm này mỏi thiệt, tại cái dao nó không bén á, với cái thịt nó dai nó có mỡ mỡ cả nhà. Vậy mà hôm bữa vợ mình là bầm nhuyễn nhừ hay thiệt, mình bầm mà mỏi tay luôn á. Giờ mình xắt hành bỏ lên cái góc này để đem ra ngoài chồng nó có lên được không.
cho thêm miếng tiêu lên nữa. Rồi mình chuẩn bị xong hết rồi cả nhà ơi. Bây giờ là ăn thôi. Giờ mình bỏ mướp vô trước cả nhà ơi. Bỏ mướp vô cho nó ngọt nước. Cho thêm tí nấm. Mồng tơi hồi mình bỏ sau cho nó chín, thì mồng tơi mình nhúng vô thôi. Với cải nó ăn hơi có vị nồng nồng ngon lắm. Rồi mời cả nhà ăn cháo với mình nha. Bò này mình bỏ vô đây cho nó chín. Mình chỉ bỏ qua một góc vậy thôi, cũng không vớt ra cho nó dễ. Mình cơm nữa nè. Món mắm luộc. Thịt bò này nấu được ngon cho nên mình để cho nó chín nhiều nhiều tí. Thổi chung cái mỏ dài luôn mà nó vẫn còn nóng quá cả nhà. Mướp nè. Mướp này nóng ác nữa, để mình lấy cái gì mình để ở ngoài cho nó nguội mới ăn được. Cái mướp này nó nóng. Ăn vô là rụng răng luôn á. Thử miếng bò này cho nó có hôi không nha cả nhà. Miếng bò này hôi lắm, thường mình ăn mình chế biến là mình phải trụng cho nó tái xong rồi mình mới đem đi chế biến. Hình như mình bầm gá cả nhà cho nó bớt hôi. Quá nóng. Không lắm luôn. Ra đi làm à. Ăn lấy sức lại không? Tối thức làm. Đúng là cháo nó nóng húp muốn đổ mồ hôi luôn vậy đó nha.
Quá ngon. Đây, mình có món tráng miệng nè cả nhà ơi. Này cháo này mình ăn khoảng hai chén là no rồi, tại thêm đồ bổ nữa, đồ bổi nữa. Chừng nào trước khi làm á, cái mình ăn thêm chén hai chén nữa, tại vì cháo này mau đói lắm, với lại tối mình cũng không có ăn gì nhiều cho nên ăn cháo cũng được rồi. Cả nhà biết gì không? Đây là rau câu. Mình đổ hôm qua, nói chung là mình rảnh rỗi mình hay đổ rau câu ăn lắm, tại khoái rau câu. Mình có cái dĩa nhỏ đựng này hết trơn à, lấy dĩa lớn luôn. Đây, đây, nhà thấy không? Màu đỏ là của củ dền, màu xanh là của trà, đen là phơi sữa, còn cái này là sữa. Thế là xong. Đây, cái nhà thấy giống như cái bánh da lợn không? Mình thì không có biết đổ răng răng cho nên là mình đổ lớp vậy nè, giống như bánh da lợn vậy đó. Ngon lắm luôn. Cái sữa là thơm ghê luôn, sữa này là sữa đặc, sữa ông thỏ đó nha, sữa bò. Cái này làm nó cái độ ngọt nó vừa đủ rồi, ngọt quá ăn ngán lắm. Thôi giờ mình ăn xong mình vô mình nằm khoảng chừng tiếng mấy đồng hồ nữa là ra tới giờ đi làm rồi. Hồi ra ăn thêm chén cháo nữa đi làm được rồi. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Giờ mình vô mình nằm tí rồi chúc đi làm. Tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và xem clip của mình. Tạm biệt cả nhà.